lòng thành phát nguyện hôm nay. Chân kinh Địa Mẫu khuyên rằng người trần nghe kinh thức tỉnh tu hiền trở về quê cũ Đại Liên mẹ chờ. Nay họ quách thành này tâm thi lễ, tôi ở đời 46 xuân niên thành công họ quách dậy thời thành này tâm mi sám hối Phật trời ngày nay. Xưa kia gây lỗi trần miền mịt đi mà tâm ý tôi xích xiềng gì ai. Nhờ mẹ tháo cái quan bài giải ơn dẫn con hiền đường sáng đi mà đi. Thương mẹ chứng lòng này tâm ý thầm sám hối quan khiên nhiều đời. Tâm thầm hòa quyển lời kinh để cho trần thế tìm phương tu. Kinh ni mẫu lòng con sao xuyên lại mẹ hiền xin đi đổ dùm cho đổ cho chồng vợ thuần như hòa làm ăn tươi tốt mẫu bà dòm chung. Mai thu trang tâm thầm hòa quyền thầy hôm nay lập lễ nguyên cầu. Lễ dân hết người để tâm thầm quách thầm danh ý thầm ý tâm ý khấn nguyện. Quách đình ni đình thượng tấu cung tiên nguyện thành trí nhờ đấng thiên liêng dẫn đường dẫn nghi lối đạo hiền tu tâm. Cùng cầu nguyện cho công ty trách nhiệm hữu hạn Phước Công, bà con tiểu thương trái cây chợ đầu mối Bình Điền được phước thọ an khương, gia đình hưng thạnh, con cháu thuận hòa, tấn tài tấn lộc tấn bình an. Phật mẫu tuy vô hình vô tướng, mẹ cầm quyền phạt thưởng nhân sanh, ban ra lời ngọc chân kinh khảo sát địa lý khai sinh địa cầu. Thở hổm đổm một bầu không khí còn mịt đi màu
mẫu đã ngự đó rồi, phân ra thiên địa hoàn cầu chuyển xoay. Mẹ đứng ra làm thầy trước nhất, đạo hoằng cái lời thật quyền linh. Phổ thông truyền bá chân kinh, phán bài phong tục nhân sinh sáng. Chốn phạm trần đến đời quân hà, mẹ giáng nghi cơ bút tả chân kinh. Ai truyền ân y tông y phổ in, mẫu hoàng báo hộ khương linh. Người nào đầy lòng thương tiếp dẫn ngươi, giúp chúng sinh ngộ nhận đạo chân. Dừng đời thành trị thượng ngoan, hết đi lòng chỉ giáo linh nhân tỏ tường. Khắp thế giới thập phương cung cảnh, ráng niệm trì nguyện thành lời châu. Đắc thành sở nguyện mong cầu, vậy mà chẳng thấy người nào hoặc gia gia tháng năm ghi nhớ lưu truyền kinh từ tỏ ban hành. Kẻ nào tùng niệm chân thành thánh tiên đắc đạo rạng danh lâu rồi. Cầu ác cảm chế bay rằng mờ ám không tồn, đến khi nào lúc lắm chung hồn linh xa vào vĩnh viễn, đỏ đại người lắm tiếng dễ kinh. Sanh nề lòng nhạo bán ly kinh, tội như biển cả mênh mông khổ sầu. Gây nhiều lỗi thâm sâu đại hại, mẹ chẳng phiền phải trái chi đâu. Xét đi ra khắp cả hoàn cầu, điều gió lành khi mẹ pháp màu chuyển ra.
Mẹ thương con vì tha tất cả, nào thấy ai để giả xót thương. Đắng cay khổ cực ngay tường rõ thông ý nỗi khổ đoạn trường biết bao. Trang nữ kiệt anh nào chỉ yêu á, bố cáo cho người hiểu rõ ràng. Đứng ra giải pháp lợi vàng cho người trần thế dương gia tri tường. Khắp thiên hạ thập phương chung cảnh, nạn thiên tai phải hoành yêu sầu dập dọn nhiều cảnh khổ đau. Qua tay trước khi mắt ngày tránh ngày đau, bây giờ mẹ thương con đề thơ phân tỏ lại chẳng nghe ghi rõ lời châu. Cuộc đời thế sự bể dâu, mẹ đã tường tận y đón rồi tiên tri. Dầu khó khăn việc chi nguy khôn, mẹ bình trị trình y đón khắp nơi. Phán truyền bài tỏ bao lời, quá xanh hoằng đạo cái đời dưỡng sinh. Phật có phân rành tất cả bài phần. Đương kinh hành sự xa gần, vì nào cũng có thánh đi thần hợp chung. Duy trì máu chẳng cùng ai cả, khắp ở trong xứ nào lập chùa tạo miếu đền cao, phụng thờ thần nghi thánh đi ra vào cung nghinh. Còn mẹ đây riêng mình ai nhớ, đến tâm ni danh cũng nhớ tường tri. Cõi trần chẳng có chi chi, một ngôi miếu nhỏ vậy thì cũng không. Bởi chúng sinh bạc lòng chẳng nghỉ, nên cam đành khổ lụy sầu bi. Quanh năm bão cả loạn ly, trời mưa không thuận đất thì không xanh. Mẹ thương con chẳng đành dứt bỏ, tình thiêng liêng bút mực ghi rõ.
trăng. Các con lớn nhỏ nghe chăng thọ trì kinh đi mẫu khó khăn cũng lành. Khắp nhân sinh đều hành tâm đạo, giúp cho đời cái tạo ăn năng. Chẳng luận cao thấp đi ngang bằng, giàu cho trẻ nhỏ lòng hằng trì kinh. Tội biết cung nghinh đọc tùng, điển quyền di hổ dụng mẹ ban. Cố nhục xa cách đi lạc đàn, mẹ cho trai họp an sinh vui dày vui trong cành đi đạo. Bao ngày giàu chia cũng hiệp cùng mà nhau. Không phân chia hai bậc cao thấp, ai ai cùng được truyền trao kinh này. Khắp non nước đông tây nam bắc, phổ biến kinh để nhắc nhở lòng. Thập phương ba tâm đi rõ thông, chắc không sanh tồn. Bao uy khổ dập dồn đau xiết, nạn thiên tai thủy diệt sơn băng. Chúng sinh ngã gục nhào lăn, lâm dòng đại nạn thoát chẳng được nào. Hiện bây giờ ốm đau bệnh tật, sanh ra nhiều chứng tật gớm ghê. Khắp trong tất cả thành quê thái đều thọ nạn ê chề cổ thân. Bị nắng hạn mưa dầm ngập hết, thổ sản này ngã chết đi chẳng còn đôi lòng hoằng hoại. Các con vậy nên ráng nhớ lời son mẫu từ, mẹ khuyên con tâm tư lời cuối, thông suốt ca lý kinh. Truyền trao giải nghĩa phổ huynh, cho người trì tụng hiểu kinh kịp thời.
sẽ thấy đời hết khổ. Nội trong năm phổ độ đầu tiên, mưa hòa gió thuận khắp miền, mùa màng sông tốt thải liền chẳng sai. Còn như đau lệ ngày kỷ mậu, lập đàn tràn bái mậu trì kinh, dân nghị đèn sáp thiện quán minh, từ tôn phủ điểm nhân sinh phúc. Mỗi trăng có ba ngày mẫu kỳ, khai thành tâm bền chí cúng dường kính đàn đăng thủy ương qua. Ngoài ra tất cả ngày thường khỏi lo, việc cung kiên phải cho tinh khiết, cố gắng tu ta thiết cần chuyên lo tròn phận sự hằng niên. 36 nhật kiền thiền trì kinh, sắm lễ vật cung nghinh từ mẫu, trong các ngày kỳ mẫu lập đàn, gồm có sao ngọn đắng nghi quan quả hoa tươi thắm hương phần năm cây. Sáu chung nước lọc đủ đầy, cùng chung nhau họp trì kinh kính y đàn, đọc kinh giải lý rõ ràng, mỗi người đều định tâm an thọ trì. Sư nào làm ý lời dài, định tinh đi thần tùng bãi biến kinh, tiêu hao nghiệp chướng tội mình, hướng đời quân thượng quyền linh sanh tồn. Đức từ tôn truyền ra cho biết, các con cần tha thiết ghi lòng. Lúa mạch cần chín đầy đồng, hiện ra móng mây bạc cứ không rõ ràng.
gió từ đâu thổi sang rất mạnh. Trong niên này gặp cảnh phong ba, khổ sầu từ trẻ tới già, chúng sinh phải chịu thiết tha cơ hàn. Nạn đói lạnh lầm than đau xiết là điểm trời ứng thiệt rõ ràng. Thiên đình thu hạt cây lúa vàng, thần linh đi ngủ cốc linh đi ban về trời. Gieo quả cho cảnh đời khốn khó, tuy vậy mà có chỗ cũng chưa nơi nào cánh mẹ sớm trưa. Trì kinh địa mẫu bước thừa bình thần ủng hộ ân cần đồng theo độ kẻ xa gần thành tâm. Được phúc lành thì tháng năm no ấm trên thiên đình khi chấm đi phước ban nội gia. Sẽ được thành phát vinh quang muôn phần. Thanh long bạch hổ thần cũng giang, phò tá người xứng nghi đáng con lành từ tôn cho biết rõ cành. Trăng mười thập bát giáng sanh trần miền. Đến giờ ngõ kiền thiền cảnh màu ấy, chẳng có nên dài đổi thời gian. Sổ mùi thành tức không an, đúng giờ nhất định lập đàn thủy kinh. Cầu linh mẹ thương tình cứu khổ, phổ điển linh phổ độ chúng sinh. Các con tụ họp tâm thành được ban màu nhiệm phúc lành khắp nơi. Mẹ hiện thanh xuống đời tri chứng phương hướng đi nào bền vững chi tâm. Thượng hành kinh mẫu diệu thâm, ngày đêm thành
chẳng trúng nhà nào hay trì tụng kinh này. Phước lành sẽ được hưởng ngay, thân thiên đất quả chẳng sai chẳng lầm. Hưởng quy tê cao thâm lộc cả, thọ ương đăng cả quả vinh sang. Chân kinh của Đức Mẫu Hoàng gồm bao diệu lý lợi vàng ngọc châu. Kinh Địa Mẫu đúng vào bậc nhất, chẳng tường phân ý thức suy tầm. Người đời còn bởi mê tâm, chẳng nên khinh dễ lỗi lầm tội mang. Tính ngộ lập đàn cung kinh, thọ trì kinh nghiêm chỉnh cúng dường. Nạn tai nghiệp chướng lỡ dương, một ngàn muôn kiếp thoát đường trầm. Kinh Địa Mẫu thấm nhuần đạo lý, căn cần chuyên nghiêm kỳ lời khuyên. Hằng ngày rộng rã khấn nguyện, được nhiều công đức tội liền tiêu tan. Kinh Mẫu hơn muôn ngàn kinh khác, ai chỉ tâm hiển đạt phúc lành. Rõ thông từng chữ hiểu rành, người đó sẽ được mẹ dành hồng ân. Điển quyền linh xa gần chiếu tỏ, phóng hào quang khắp cả bầu trời. Thương người hiểu rõ từng lời tâm tư, kẻ đó sáng ngời minh châu. Ông đã từng câu nghiệm kỳ, đã tri tường nghĩa lý diệu kinh. Có thể gọi sạch tội mình, bao nhiêu nghiệp ma chướng khoan tình tiêu tan. Như ai rõ từng hàng mẫu dài, qua nạn tai sắp xảy đến mình, lại còn hưởng được phước vinh. Tam tài lộc thọ hương ninh thanh nhàn, kinh quyền thì đích danh mẫu chuyển điện quang luôn được phước
đời đời kiếp kiếp mẹ ban phúc lành. Như nghe thuyết kinh này chẳng tương, lại bỏ qua không lượng tường trí, mà lòng chẳng cứng thọ trì bị khép vào tội kính khi Phật trời. Tội vì ban bao lời xúc phàm, lâm vào cảnh khóc thảm sầu tan. Ngày ấy chẳng có kêu quan, phải đành dương tội gian nan ngục tình. Dân nước đi nào chẳng tin lời mẫu, sẽ lâm vào bao nỗi thiết tha. Đại kiếp thủy hỏa phong ba thải đều chết rồi, đâu mà còn chi. Lòng máu tử nghĩ si đau xiết, muốn ngu quỷ đại kiếp phong mi mang. Nạn thủy hỏa sắp xảy ra, thương cho sinh chúng phải xa cảnh sầu. Ngặt chúng sanh quay đầu trở lại, tuân theo lời mẫu dạy trong kinh. Mẹ muốn bỏ sổ tử sinh, vì thấy số phận chúng sinh chết nhiều. Mẹ tin mãi bao điều phương kê, chẳng đành lòng bỏ phê lãng ngơ. Tình thương vô bên vô bờ, làm sao cứu được con thơ trở về. Dùng phước phép màu phê sắc lệnh, phán nhân rằng chỉ định thế này, truyền thần thiện ác đến đây, chia làm hai phái lướt mây xuống trần. Người hung dữ ác thần vẫn nghi dắt nhập cùng người chung, kẻ bất lương tâm độc ác tàn nhẫn đa dâm, chia ra tất cả chẳng lầm lộn chi. Bậc vào chánh hy giác kịp thời, ngày đêm tu niệm quên đời gian nan. Chờ đến ngày hạ
giàu cho thiện ác phân hai. Tóm thâu tất cả một chài nhốt chung. Liên lụy kẻ tận trung tận yêu, người tu hành học đạo kinh ni tâm. Chừng đó mới thấy diệu tâm, mẫu từ sẽ chuyển huệ tâm trẻ lành. Được sống sót nhàn thanh đầu trí, biết tường phân tránh ly đường tàn. Thiện gần